Chào tất cả các bạn, rất vui được chào đón các bạn đến với chương trình Cùng Nhau Khám Phá của Hoàng Dung. Và các bạn thân mến, vào dịp những ngày hè nắng nóng thì những con suối, những con thác ở Huế sẽ là những địa điểm được đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến. Và ngày hôm nay, Hoàng Dung cùng tất cả anh chị em trong nhóm sẽ cùng nhau khám phá một địa điểm rất thú vị. Một con suối giữa vùng núi rừng là nơi lý tưởng để xua tan đi cái nắng nóng khắc nghiệt của cố đô Huế. Và địa điểm mà chúng ta muốn khám phá hôm nay đó chính là suối Khe Dè. Và ngay trong lúc này đây thì Hoàng Dũng cùng tất cả các anh chị em trong nhóm đã có mặt tại hồ chứa nước Tà Trạch, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để chuẩn bị lo mọi công tác vận chuyển lương thực và các vật dụng xuống thuyền. Các bạn thân mến, thì công trình hồ chứa nước Tà Trạch là một công trình thủy lợi quan trọng, đặc biệt được xây dựng và được đưa vào vận hành năm 2014 tại xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 5 thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trực tiếp quản lý và vận hành. Để vượt qua hồ chứa nước Tà Trạch khoảng gần một tiếng đồng hồ, chúng ta mới tới địa điểm là suối Khe Dè. Sau khi vượt thuyền được nửa chặng đường thì chúng ta sẽ thấy một cái đồn quản lý của công an, và chúng ta phải ghé vào đây để khai báo. Thank you.
Cảm ơn thân mến, thì sau khi vượt thuyền khoảng gần 1 tiếng đồng hồ thì Hoàng Dũng và tất cả các anh chị đã đến địa điểm chúng ta cần đến, đó là suối Khe Dê. Ở dưới này thì nó còn rất là hoang sơ, nhưng chúng ta chưa khó đi lên ở trên cao một tí là sẽ có những cái tháp rất là đẹp. Tạm thời thì chúng ta dừng ở đây để xem tình hình như thế nào đã, rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Các bạn ơi, thì do thời lượng video quá dài nên Hoàng Dũng xin tạm dừng phần 1 của video ngắn đây, và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của video. Chúng ta sẽ khám phá rất là nhiều thứ ở trên đây nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.